Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để đổi cái giao diện edit ở trong Filmora 12 nhé. Phiên bản mình đang dùng là phiên bản Filmora dùng thử, 12 dùng thử. Bản chính thức nó sẽ ra đời vào 9 tháng 12. Thì các bạn nếu mà muốn tải bản chính thức thì các bạn đợi đến lúc đấy. Còn bạn nào mà được mời dùng thử thì các bạn có thể dùng thử. Theo mình thì cái bản dùng thử này nó cũng rất là ok. Bản 12 nếu mà chính thức mà nó ra được như này thì nói chung là ổn, ngon. Ok, để nói về việc đổi giao diện thì thông thường Filmora 9, 10 và 11 ấy, thì bạn sẽ có một cái giao diện đơn giản như này. Cửa sổ preview ở bên phải, timeline bên dưới và tất cả những cái thứ quan trọng các thứ thì nó sẽ đặt ở bên trái. Đây là cái classic của cái Filmora 12 và nó là cái mà mặc định của các bạn khi mà edit video. Tuy nhiên là với Filmora 12 thì bạn sẽ có mấy cái tùy chọn ở đây để bạn có thể đổi nhé, gọi là layout option. Trong cái layout option này thì cái mình hay dùng là cái short video này, tại vì dạo này mình hay làm short ấy. Thì nếu như mà bạn làm short video thì bạn có thể chuyển sang short. Ví dụ ấn vào đây, ấn vào short nó sẽ chuyển ra cho bạn là cửa sổ preview ở bên phải này. Chỗ này là thuộc tính này và bên này là timeline. Thì khi mà bạn edit các thứ cái gì thì bạn có thể thêm chữ, thêm nghĩa các thứ vào đây thì chỗ này preview thì nó sẽ to, rõ, đẹp hơn. Đây là cái short. Thế còn nếu mà bạn muốn đổi cái khác này nhé, nó làm thêm cho mình cái organize hoặc là timeline. Ví dụ cái organize này thì cũng được nhé. Organize khi mà bạn kích vào organize nó sẽ cho bạn cái timeline ở bên này, timeline bên phải này, preview ở đây và thuộc tính ở bên phải này và thư mục rồi là các thứ tìm tiếc các thứ ở bên bên trái này. Trong cái giao diện này gần giống như là Premiere Pro ấy, hoặc là Filmora Pro thì nó cũng giống như này. Tuy nhiên là nếu mà có cái dùng cái organize này ấy, thì có một cái hạn chế là cái timeline của mình nó lại hơi lệch lệch vào đây. Thế là bạn nào mà edit video ấy, bạn để thẳng màn hình như này nhé, mà cái timeline nó hơi lệch lệch bên phải này rồi bạn cứ phải nghiêng nghiêng hoặc là quay quay này, kiểu hơi vẹo cuộc sống ấy. Để trước mình edit bằng Premiere Pro ấy, thì hơi ghét ở cái chỗ đấy, nó cứ nhỏ nhỏ bé bé tí tí ở đây, xong rồi nó cứ ở bên phải. Mặc dù là mình cũng có thể kéo cái này sang sang đây một tí nhưng nó vẫn hơi lệch lệch. Là hơi lệch lệch, rất là ghét. Nói ra là nếu như các bạn thích kiểu kiểu giống Premiere Pro thì các bạn có thể chọn cái Organize. Thế còn không ấy thì các bạn có thể chọn vào cái ví dụ Timeline chẳng hạn. Timeline thì nó sẽ cân hơn. Timeline thì các bạn sẽ có một cái Timeline ở dưới này, sau đây cửa sổ Preview ở giữa và phần thuộc tính ở bên phải này và tất cả những cái Effect các thứ ấy thì nó sẽ ở bên trái này. Đây ví dụ bạn thêm một cái hiệu ứng nhé, và bạn thêm vào effect nhé, bạn thêm một cái hiệu ứng vào đây, ví dụ bạn đặt cái hiệu ứng crop ở đây chẳng hạn, đúng không? Rồi sau bạn kích đúp vào đây thì bạn có cái cửa sổ tất cả cái điều chỉnh hiệu ứng các thứ ở bên phải này thì nó sẽ kiểu đỡ hơn ấy. Bây giờ bạn sẽ kiểu giữa này chứ không như kiểu cái organ này kiểu bạn kiểu lệch lệch này sẽ vẹo cuộc sống. Đấy là cái cách mà thay đổi. Đổi thì rất là dễ rồi nhé, bạn chỉ ấn vào đây thôi nhé, ấn vào cái layout option này, sau bạn chọn một một cái. Bên cạnh đó thì các bạn nếu mà bạn có hai màn hình ấy, thì bạn có thể đưa một cái phần cửa sổ preview này sang một cái màn hình mới. Nhưng mình thì mình cũng thấy chả cần thiết lắm. Mình thì edit ở trên một cái laptop này, sau đấy một cái màn hình rời. Thì cái laptop của mình thì mình để chế độ là cái màn hình đen luôn, mình không có làm gì ở trên đấy cả. Thế còn cái màn hình rời này thì chủ yếu mình edit cả tất cả preview rồi mọi thứ các thứ ở đây. Thế còn cái layout này ấy, thì hôm trước mình có họp với lại Filmora ấy, thì mình có đề xuất là họ thêm cho mình mấy cái, ví dụ như là layout cho mình phần chỉnh màu này, sau đấy layout cho phần chỉnh audio này, giống như kiểu DaVinci ấy, thì nó sẽ kiểu thuận tiện hơn. Và một cái nữa là mình phải có cái kiểu layout riêng ấy, mình có thể tối ưu tùy chỉnh cái layout riêng của mình, tức là lưu lại một cái layout. Kiểu mỗi người thì có một sở thích khác nhau mà, đem ra là layout thì cũng nên kiểu để cho người ta lưu lại riêng cho người ta. Tức là sẽ thêm vào mấy cái nút để cho mình có thể di chuyển tất cả những cái cửa sổ này, tùy chỉnh theo ý kiến của mình, theo kiểu theo cái sở thích của mình. Đấy là đơn giản thôi, đấy là cái mà làm nào để thay đổi cái layout ở trong Filmora 12. Bạn nhớ là vào đây nhé, vào chỗ layout này. Còn nếu như bạn muốn dùng cái layout giống của Filmora 11 thì bạn chọn cái classic, hoặc là nếu mà bạn muốn dùng cái mới, layout mới là default, là cái mặc định mới ấy, thì bạn ấn vào đây. Như cái mặc định mới này thì nó hơi khác một tí, nhưng mà mình thấy nó cũng tương đối khoa học ở chỗ là ở bên này mình có cái timeline, sau bên phải này mình sẽ có tất cả các cái thuộc tính các thứ. Tức là làm cái gì cũng làm bên phải này, chỉnh thì chỉnh ở bên phải này đó, thì preview thì vẫn ở giữa thôi. Còn khi nào bạn muốn preview toàn màn hình ấy, thì bạn có thể nhấn phím tắt Al cộng F để preview toàn màn hình. Mình thì mình đặt phím tắt là F rồi, đâm ra là mỗi lần mình ấn F thì mình sẽ được preview toàn màn hình ấy.
Đó. Đơn giản thôi, đấy là làm nào để thay đổi layout. Thế còn đến hiện tại hôm nay là mùng 2 tháng 12 rồi nhé. Mùng 9 thì ra bản mới, thế còn hiện tại là đến mùng 5 tháng 12 thì thằng Filmora nó vẫn đang chạy cái khuyến mãi Black Friday và Cyber Monday ấy. Thì bạn nếu mà bạn mua bản bản quyền trọn đời ấy, thì chỉ có 63.99 đô thôi. Tức là nó sẽ tương đương với khoảng 1 triệu 600 hai mấy nghìn ấy. Giống như là cái mã giảm giá 20% của mình ấy. Mình có làm cái mã giảm giá 20% và giá bản quyền trọn đời chỉ có 63.99 đô thôi. Tức là bằng cái Black Friday của nó. Nhưng mà ở đây thì nó ghi là 43%. Không hiểu. Không hiểu ông trừ kiểu gì. Tức là kiểu ông ấy ghi là giá gốc của ông ấy là 109.99 rồi ông trừ đi 43%. Trong khi lúc nào cũng trừ trừ mấy chục phần trăm đi, lúc nào cũng còn 63.99. Thông thường thì nó sẽ là 79.99 nhá. Còn mã giảm giá của mình thì còn 63.99 thôi. Trước giờ vẫn thế và nó sẽ kéo dài đến 2025 27 gì đấy. Nói chung là tùy. Nhưng mà còn về cái việc mà mình mua hộ bản quyền các bạn ấy thì các bạn chú ý là mình chỉ mua hộ bản quyền các bạn thôi nhé, bản quyền Filmora ấy. Chứ mình không phải là mình bán, không phải là mình là người cầm sản phẩm mình bán. Thì bởi vì khi nếu mà mình bán thì mình có thể khống chế được là bán cho ông này ông kia, tạo account cho ông này ông kia. Nhưng mà mình mua hộ thì mình chỉ làm cái công đoạn thanh toán cho các bạn thôi. Còn nếu mà các bạn không thích, tức là bạn có thẻ tín dụng mà các bạn không muốn mình mua hộ ấy, các bạn có thể tự mua. Với mã giảm giá của mình thì vẫn được giảm giá bình thường. Chứ một số bạn lại tưởng mình bán rồi xong rồi thỉnh thoảng anh ơi giảm giá cho em có rẻ hơn được không, rồi xong rồi có nhiều bạn còn bảo là hay là anh mua cho em đi rồi sau hôm sau em chuyển tiền bởi vì em không tin anh rồi thế này thế kia sợ ấy. Thì mình đành phải từ chối thôi chứ tại vì là mình đâu có khống chế được cái việc là tạo bản quyền cho các bạn đâu, mình chỉ có mua hộ thôi thì coi như là các bạn chuyển tiền cho mình mua xong 1 phút là xong rồi. Thế còn mình lại còn mua bản quyền cho bạn trước hay sau, nhỡ chẳng may có bạn nào không chuyển tiền cho mình thì mình biết làm nào. Mình không thể yêu cầu là Wondershare mày khóa tài khoản của thằng này bởi vì là nó không trả tiền cho tao thế này thế kia được. Đấy thì các bạn thông cảm cho mình như thế. Ok còn mấy cái nữa. Trời lạnh lắm. Mỗi lần trời lạnh là cổ họng mình rất là đau, nên là mình rất là hạn chế làm video ấy. Bởi vì là kiểu giống như kiểu cổ họng yếu ấy. Mỗi lần lạnh, nhiễm lạnh cái là xong rồi nói nó không kiểu không nên lời luôn ấy. Với lại cuối tuần này mình đi chơi. Nếu như các bạn thích thì mình sẽ comment ở dưới cho. Mình sẽ làm một cái vlog. Tuần này mình sẽ đi chỗ Yên Bái. Lê Trang, Yên Bái. Rất là xa. Trên mãi Yên Bái cơ. Kiểu trên vùng núi. Mà trời thì lạnh vãi chưởng. Không biết có gặp băng giá tuyết rơi gì không. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.